Đan Trường đổ bệnh nặng giữa lúc bị tố vi phạm pháp luật, tình trạng hiện tại khiến fan lo lắng. Ngày 3 tháng 6, dư luận hoang mang trước thông tin đơn vị nắm giữ bản quyền ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi lên tiếng tố một nghệ sĩ tên tuổi hát chùa bài này. Họ khẳng định đây là hành vi thiếu tôn trọng bản quyền tác giả, tác phẩm, đồng thời vi phạm pháp luật. Đan Trường là một trong những cái tên được nhắc đến. Theo chia sẻ của đơn vị nắm bản quyền Ai Chung Tình Được Mãi, Đan Trường không chỉ cover lại ca khúc này trong các buổi biểu diễn trong và ngoài nước mà còn thu bản phối mới, chia sẻ lên mạng xã hội. Khi hai bên liên tục làm việc với nhau, phía sở hữu bản quyền đồng ý để Đan Trường cover Ai Chung Tình Được Mãi. Tuy nhiên họ không cho phép anh biểu diễn tại các sân khấu, chương trình có tính thương mại. Mặc dù đã được thông báo rõ, nhưng hôm 28 tháng 5, Đan Trường vẫn hát ca khúc trên khi đi diễn ở hội chợ Bến Tre. Hành động của Đan Trường vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích, cư dân mạng tỏ ra bức xúc khi một nghệ sĩ lâu năm như anh lại thiếu tôn trọng bản quyền tác giả tác phẩm như vậy. Thậm chí một số người gay gắt hơn còn ủng hộ đơn vị sở hữu bản quyền Ai Chung Tình Được Mãi khởi kiện Đan Trường và các nghệ sĩ hát chùa khác. Giữa lúc dư luận dồn sự chú ý về mình, phía Đan Trường vẫn đang giữ im lặng, chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Thay vào đó, hôm 2 tháng 6, nam ca sĩ tiết lộ tình hình sức khỏe không được tốt lên trang cá nhân. Cụ thể, Đan Trường thông báo mình đã đổ bệnh nặng, mất ngủ, không nói nổi. Thế nhưng anh lại không thể hủy lịch trình đã lên từ trước, giọng ca anh ba khía, muốn nhờ người chỉ cách khắc phục anh nhất có thể. Chính thức bị viêm phế quản nặng luôn rồi, tắt tiếng, ho cả đêm không ngủ được, giọng thì thào. Mà không thể cancel show nào được, vì dù đã năn nỉ mấy anh chị bầu show, nhưng không ai giải quyết giúp mình được hết. Ai cũng nói, mình chỉ có mặt thôi cũng được, thật sự nghề sĩ, mệt cỡ nào cũng không được quạo, khó lắm nha mọi người. Giờ ăn gì uống gì cho bổ phổi đây cả nhà ơi, Đan Trường chia sẻ kèm theo bức hình mệt mỏi nằm trên giường. Trước đó, hôm 30 tháng 5, Đan Trường chia sẻ link cover ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi với hai bản khác nhau. Anh còn nhắn nhủ, cuối cùng cảm ơn ca sĩ Đinh Tùng Huy và nhạc sĩ Đông Thiền Đức, cả hai cùng nghe nhé và bài hát này cần phải có giọng âm vực rộng, lúc cao độ hát đã ghê. Bản cover của Đan Trường nhận về nhiều lời khen vì phô diễn được chất giọng đẹp. Tuy nhiên, không ít người đánh giá anh Bo không hợp với thể loại nhạc này. Ngoài Đan Trường, Lệ Quyên và Tùng Dương cũng bị phía đơn vị sở hữu bản quyền Ai Chung Tình Được Mãi tố hát chùa không xin phép. Hiện tại, tất cả các nghệ sĩ liên quan đều chưa có phản hồi chính thức.